Xin chào mọi người. Tiên võ đế tôn cũng là chân mệnh đế tiên 777. Bên trong âm thanh thở dài cảm khái, Diệp Đào đã bước vào Minh Giới Sơn. Sau lưng anh, từng ánh mắt kia đều tràn đầy kính sợ. Vì tình sợ khốn lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế dễ dàng thoát ra tới, còn đấu bại đồ nhi của đế quân có thực là không hề dễ dàng. Chịu đựng những gì người khác không thể chịu đựng, gánh theo đau đớn là khó khăn tới bậc nào chứ. Thế nhân bắt đầu tin tưởng chiến tích bất bại của thánh thể Diệp Đào không phải chỉ là dựa vào thực lực mà còn có tâm tính cứng như sắt đá. Trong lúc lơ đãng, tất cả mọi người cũng không khỏi nhìn về phía Triệu Vân. Nếu nói về yêu nghiệt, cái thằng này cùng Diệp Đào có thể nói là lực lượng ngang nhau. Hai con hàng này không nên quá hung mãnh như vậy. Một người đánh ngã Minh Tuyệt, một người đấu bại Bạch Chỉ, làm cho hai vị chí tôn thật mất mặt. Bỗng nhiên, tất cả mọi người đều vuốt chòm râu, đều ở trong lòng tự cảnh báo cho mình. Gây tới ai đều chớ chọc tới hai tiện nhân này. Ngay cả mặt mũi chí tôn cũng dám đánh, còn có cái gì là không dám làm đâu chứ. Triệu Vân ho khan, quay người rời đi, không quan tâm tới lời nói của mọi người. Minh Tuyệt cũng ho khan, hắn vốn là rất nổi tiếng, sau khi cùng Triệu Vân chiến một trận càng là nổi tiếng khắp âm tào địa phủ, mà nổi tiếng là mất mặt. Hắn lần này rời đi, đám khán giả cũng nhao nhao rời đi, trước khi đi còn không quên hướng lên Minh Giới Sơn cung kính hy lễ. Còn có không ít người nói thầm, đế quân thật đúng là biết bảo trì sự bình thản. Trước Minh Giới Sơn chỉ còn lại Bạch Chỉ còn đang có chút cười tự diễu. Luận về huyết mạch, huyết thống của nàng đến gần vô hạn với Nguyên Phượng Hồng Hoang, ở một phương diện nào đó mà nói so với hoàng cổ thánh thể còn mạnh hơn. Luận về bối cảnh, nàng chính là đồ nhi của đế quân. Từ khi bắt đầu tu đạo thì đã được truyền thừa tiên pháp bất thế, điểm này Diệp Đào cũng không so sánh được. Luận về tu vi, nàng đã thành thánh nhân cả trăm năm, cảnh giới đã chạm tới bình cảnh, chỉ còn kém một bước chính là chuẩn thánh vương, cũng mạnh hơn Diệp Đào. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại bại, tại điều kiện tiên quyết là chiếm hết ưu thế, lại bại rối tình rối mù. Cái gọi là cao ngạo của nàng chợt biến bỗng nhiên biến thành trò cười. Nàng là xem thường Diệp Đào, tâm tính quan, năng lực thực chiến, lòng dạ đều tuyệt đối nghiền ép nàng. Nàng lạc bại chính là điều tất nhiên. Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, cái thời đại này quá bất phàm. Lại một lần nữa, nàng bất đắc chỉ lắc đầu, từ nhỏ thì đã sừng sững trên đỉnh phong, nhưng nguyên nhân cũng chính là đứng quá cao, nên ánh mắt của nàng ngược lại là khiển cận. Trong lòng suy nghĩ, nàng cũng thu liễm khí tức đi theo vào. Diệp Đào tiểu thư kia quá hung mãnh, xuống tay cũng là không phân nặng nhẹ, cứ thế mà đến nàng thụ thương rất nặng, phải cần thời gian để an dưỡng. Bên trong Minh Giới Sơn, Diệp Đào chậm rãi bước đi, đã tới khu rừng nhỏ. Đế Hoàng liền ở tại nơi đó, khoan thai mà ngồi. Đế quân một đời vô thượng, thân mang tổ y, tiên phong đạo cốt, đang lắng đặt pha trà. Vãn bối Diệp Đào bái kiến tiền bối. Diệp Đào hành lễ. Tới đây ngồi đi. Đế Hoang mỉm cười nói một câu ôn hòa. Diệp Đào tiến lên, thời gian đã qua đi nửa năm, lại một lần nữa ngồi đối diện với Đế Hoang. Tuy là chí tôn, nhưng ông lại hiền hòa như một lão gia gia. Anh nên phải thấy rất trinh vinh hạnh, một đời chí tôn lại tự thân vì anh mà châm trà. Chuyện như thế này nếu truyền đi, hơn phân nữa không người nào dám tin tưởng. Nhìn qua Diệp Đào tiều tụy mà tang thương, Đế Hoàng không khỏi thở dài. Diệp Đào rơi vào kết quả như vậy đều là do ông một tay tạo thành. Chí tôn cũng đã từng yêu, ông yêu Nguyệt Thương bao nhiêu thì liền biết Diệp Đào yêu Sở Linh bấy nhiêu. Tâm cảnh của Diệp Đào ông ta thật sự hiểu được. Thế nhưng là nếu như lại làm lại một lần nữa, ông vẫn như cũ không chần chờ. Chỉ trách lục đạo luân hồi quá đáng sợ, lần thử thách nhẫn tâm này quá trình dù là tàn khốc
đã có thể cứu được Diễm Hào, giúp anh giết bàn. Từ vạn cổ trước, ông ta đã bại, nhưng lại không muốn Diễm Hào cũng bại như ông ta. Tiếc nuối, ngày xưa, tiền bối như ông đã lãng phí thời gian, nên không được để cho một hậu thế cũng đi theo mà lâm nạn, cho dù là thủ đoạn tàn nhẫn. Tiền bối, tôi đã thành thánh nhân, có thể trở về chư thiên được hay chưa? Diễm Hào mở miệng, thanh âm khàn đặc, không thể che hết tang thương. Buông bỏ được nàng hay không? Đế Hoàng nhạt nhạt nói, lời nói ung dung. Bỏ được. Diễm Hào nói, cố gắng nặn ra một nụ cười rất là gượng ép, trái tim cũng đang ẩn ẩn nhói đau. Có bỏ được hay không, không phải từ miệng nói ra, mà là từ trái tim quyết định. Vãn bối buông xuống, cũng mong tiền bối để ta đi vượt quan. Lấy hình thái bây giờ của người, ta không thể để cho người đi. Đế Hoàng nhàn nhạt nói một tiếng, mang theo một tia uy nghiêm của bậc chí tôn. Vậy tôi khi nào có thể trở về chư thiên? Diễm Hào hỏi. Đế Hoàng không nói gì, tuy nhiên không mở miệng, chỉ nhẹ nhàng phất ống tay áo. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy một nữ tử hiện thân tại khu rừng nhỏ. Cẩn thận nhìn một chút, chính là Bạch Chỉ, đồ nhi của Đế Hoàng. Bạch Chỉ kinh ngạc, nàng mới vừa vào khuê phòng chuẩn bị chữa thương, cái này một hơi cũng còn chưa kịp thở liền bị Đế Hoàng mang đến đây. Lần này cũng còn may là nàng chưa cởi quần áo, nếu không thì thật sự rất xấu hổ. Cô nương này rất nghi hoặc, không biết Đế Hoàng tìm nàng đến làm gì. Diệp Đại Học còn nghi ngờ hơn, không biết Đế Hoàng lại muốn bày ra trò gì. Khi nào vẽ được Bạch Chỉ, khi đó ta cho ngươi đi vượt quan. Giữa ánh mắt nghi ngờ của hai người, Đế Hoàng đứng dậy, phất tay áo, rời đi. Thân thể cứ một bước là dần dần hư ảo, cho đến khi biến mất không còn tung tích. Diệp Đào nhíu mày hơi kinh ngạc, liền đơn giản như vậy thôi sao? Biết là với Bạch Chỉ cũng rất kỳ quái. Sư tôn đem nàng đưa tới đây là để làm người mẫu hay sao? Cái này thật là có chút trở tay không kịp. Bên này Diệp Đào đã lấy ra giấy bút lơ lửng giữa trời. Bạch Chỉ khe khẽ chải mái tóc, liền tìm một chỗ ngồi xuống. Loại chuyện này nàng cũng là lần đầu tiên bị bắt làm. À, mắt Diệp Đào bình tĩnh, thân sắc không chút nào gợn sóng tình cảm, nhìn Bạch Chỉ một chút liền vung tay tĩnh tâm vẽ tranh. Bạch Chỉ thần sắc lạnh lùng như một pho tượng không nhúc nhích, nhưng cũng có đôi khi nàng cũng sẽ ngước mắt lén lút quét nhìn Diệp Đào. Cho tới nay nàng đều lấy sư tôn làm mục tiêu của mình, từng đưa ra hoàn nguyện, cuối cùng cũng sẽ có một ngày nàng sẽ vượt xa sư phụ của mình. Nhưng thánh thể Diệp Đào xuất hiện lại trở thành một mục tiêu lớn của nàng. Đế đạo tranh hùng, chỉ có khi nàng đánh bại anh, nàng mới có thể bước lên đỉnh phong, cũng chỉ có đánh bại anh, nàng mới có tư cách vượt xa Đế Hoàng. Bên trong khu rừng trúc lâm vào yên tĩnh, chỉ có từng sợi gió thổi phất qua. Một ngồi, một người vẽ, cảnh tượng này có chút quỷ dị. Trước đây không lâu, hai người còn ở tại bên ngoài Minh Giới Sơn đã chiến. Vừa mới trôi qua chưa được bao lâu lại ngồi cùng một chỗ, bầu không khí này có thực là rất xấu hổ. Bị một nam tử nhìn chằm chằm như thế, nàng quả thật cũng mất tự nhiên. Nếu không phải mệnh lệnh của sư tôn thì nàng cũng sẽ không ngoan ngoãn ngồi tại nơi này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Đào hạ bút có thần, nhất bút nhất họa chưa hề ngừng nghỉ, có thể nói là một mạch mà thành. Bên trên bức họa đã có nguyên mẫu của một nữ tử được phát họa ra tới. Diệp Đào làm họa sĩ cũng còn tính là được, vẽ xinh đẹp như thật, một cái nhíu mày, một nụ cười, một sợi tóc để rất xinh đẹp. Chẳng biết đến lúc nào mới thấy anh ngừng lại, kinh ngạc nhìn đứa bức vẽ của mình, vẽ mặt hốt hoảng, ánh mắt cũng mông lung. Người còn chưa vẽ xong hay sao? Bạch Chỉ liếc nhìn qua Diệp Đào. Diệp Đào không nói gì, giống như không hề nghe thấy, vẫn đang nhìn bức họa. Có thể nhìn thấy được trong hai mắt quanh còn có lệ quang lấp lóe. Bạch Chỉ nhíu mày, làm cái gì vậy chứ? Vẽ thì vẽ đi, thế nào lại còn khóc chứ? Hay là nói dáng dấp của bản cô nương thật sự quá đẹp mắt hay sao? Diệp Đào lúc này mỉm cười, vô thức đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bức tranh, hai mắt tràn ngập vẻ ôn nhu, giống như đang nhìn vợ của mình. Nếu đã vẽ xong, ta liền rời đi đây.
Bà chỉ không ngồi được nữa, lúc này đứng dậy, bước liên tục nhẹ nhàng, thần tư như hư huyễn. Có lẽ là lòng hiếu kỳ đang thúc đẩy, thời điểm khi đi ngang qua Diệp Đào, nàng vô thức đưa mắt sang bên cạnh, liếc nhìn bức tranh của Diệp Đào. Nàng cũng muốn nhìn một chút Diệp Đào đến cùng đem nàng vẽ thành cái dạng gì mà nhìn đến xuất thần như vậy, nhìn còn chảy ra nước mắt. Lúc này xem ra nàng cũng không có gấp gì, nên nàng dừng lại tại chỗ. Trên bức họa hoàn toàn không phải là nàng, rõ ràng là một nữ tử khác. Càng nói cho đúng ra chính là thần cầu đại hà Sở Linh Nhi. Trong lúc nhất thời, bầu ngực Bạch Chỉ cực liệt chập trùng, trong mắt nở rộ tia lửa, xem ra rất có một dấu hiệu muốn bảo nổi. Lã Đường thật sự là rảnh rỗi mà, ngồi lâu như vậy, hóa ra ngươi lại nhìn vào bộ dáng của ta, lại vẽ ra một nữ tử khác, thiệt là quá đáng mà. Ta chỉ muốn hỏi một chút, ta cái giá trị tồn tại này là cái gì chứ? Còn ngươi chọc cười hay sao chứ? Không có đi vẽ ta, ngươi ngược lại là nói sớm một chút ta. Diệp Đào trầm mặc, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, nên cũng không cảm giác được Bạch Chỉ đang lon ron nhìn anh, còn có một đôi mắt đẹp muốn ăn thịt người kia. Anh vẫn như cũ nhìn qua bức tranh kia, hình ảnh Sở Đinh đó. Anh cũng không biết, rõ ràng là đang vẽ Bạch Chỉ lại ma xui quỷ khiến vẽ ra Sở Đinh, đem nàng khắc họa giống như đúc. Trên hiện nhiên, anh không quên được Sở Đinh cũng bỏ xuống được nữ tử yêu mến nhất của mình, ngay cả vẽ tranh cũng là vẽ ra dáng dấp của nàng. Buồn xuống như thế nào được chứ, đó là người con gái ta yêu nhất, tình duyên 300 năm, nói buông xuống liền buông xuống, anh tự nhận là mình làm không được. Bạch Chỉ rời đi, tức muốn ngạt thở, nàng hoài nghi nghiêm trọng, Diệp Đào là cố ý vì chuyện lúc trước mà trả thù nàng. Quay trở lại, vừa ra khỏi khu rừng nhỏ, liền nghe thấy âm thanh mờ mịt truyền tới. Chính là đế hoàng, không biết người ở nơi nào lại tự như biết rõ đồ nhi của ông hiểu rõ nhất, còn muốn bỏ con giữa chợ hay sao? Sư tôn, đồ nhi không hiểu vì sao hết lần này tới lần khác lại muốn vẽ con. Đề phủ có nhiều nữ tử như vậy, tùy tiện tìm một người là được thôi mà. Hay là con lưu lại một đạo phân thân, không còn cần thiết phải là bản tôn của con. Mà chỉ oán thầm, nàng là cao ngạo tới bậc nào, tuy là bại cũng vẫn là đồ nhi của chí tôn như cũ. Lần này nàng có thực rất tức giận. Đây là một loại tu hành con không được bỏ dở giữa chừng. Lời nói của đế hoàng vẫn là mờ mịt như vậy, nhưng vô cùng uy nghiêm. Bạch Chỉ hít sâu một hơi, tuyệt nhiên không dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của sư tôn, xoay người một cái lại trở về khu rừng nhỏ, thần sắc khó coi. Bên trong khu rừng nhỏ, Diệp Đào đã cất đi bích họa, lần nữa nâng bút. Cho dù không có Bạch Chỉ ở đây, anh cũng thể vẽ. Bóng hình xinh đẹp của Bạch Chỉ đã bị anh in dấu vào thần hải, cùng chân nhân không khác nhau một chút nào. Chỉ có điều không chờ anh hạ bút, cô nương kia liền lại trở về. Về thì trở về thôi, lại còn hung ác trừng mắt nhìn Diệp Đào. Nếu không phải mệnh lệnh của đế hoàng, nàng tất nhiên sẽ bảo nổi cùng Diệp Đào tái chiến một trận. Tiên tử ngươi không cần ở đây, Diệp Đào lời nói ung dung. Ngươi cho đàn ta muốn chắc. Bạch Chỉ đốt lại Diệp Đào một câu, sửa sang lại mái tóc của mình, liền ngồi trở lại tại chỗ. Nhìn thấy cái thần thái này của Bạch Chỉ, Diệp Đào ho khan có chút trột dạ. Suy nghĩ kỹ một chút, việc này quả thực là anh làm không được tốt cho lắm. Nàng tốt số gì cũng là đồ nhi của đế quân, tự mình chạy tới đây làm người mẫu đã cho anh đầy đủ mặt mũi, mà anh lại có chút không để tâm. Vẽ đi, tranh thủ thời gian mà vẽ đi, ta còn bề bộn nhiều việc. Bạch Chỉ khẽ quát. Hai mắt đẹp của cô nương này rất sinh động, tự như là đang nói, còn dám vẽ lung tung nữa, có tin giả đưa một chưởng bổ chết ngươi hay không? Diệp Đào xấu hổ để ra bút vẽ, chấm bút tòa mực. Đợi đến khi hít sâu một hơi, anh mới hạ bút nhất họa vẽ ra từng nét kia, bút pháp kia tuyệt đối là cấp đại sư. Bạch Chỉ tĩnh tọa không chút chút tích, như một mỹ nhân bằng băng. Lúc đang ngồi, có một sợi tiên quang từ thiên tiêu thẳng tắp hạ xuống, rơi vào trên người nàng, chính là phong cấm, đem nàng phong cấm tại nơi đó. Này là đế hoàng cực kỳ thấu hiểu đồ nhi của mình, thật sự rất có can đảm bỏ đi lần nữa. Kết quả là ông lại thêm một tầng bảo hiểm
đem nàng phong cấm tại chỗ.